nghe con này lâu rồi. Đi phe phá hoại, phá hoại đúng không? 44 xã. Phía gần Tấn An TN. Thái Diêu Thiếu Dài. Châu Sì Tin và Cường. Phía xa là bộ 4 của Thắng Mắt Kiến. Vô. Một điều. Qua thì gặp kỳ nhông quá cao. Hôm nay thì quá trời vận động viên cao luôn. Còn người cao không? Phát ngoài 2-1. Kiểu này là thầy Duy phải đứng đây giữ cái máy thôi chứ không dám đi đâu hết. Nãy làm cái cạch cái thế ớn. Đúng vô cái cây đúng. Thấy chưa chú? Thấy nói không chú? Ác liệt lắm. Hai điều. Ở trong đó nó thấp nhất á. Mà anh tí coi anh Tăng này. Tài Thiên hả? Trời ơi cái kỳ. 3-2. Cao dữ rồi. Ba điều. Cường bắn trái banh lên trên trời chờ trả. Trời ơi. Trời ơi cái cầu trời. Cái cầu chuyền bắn ra tới ô tô không? Bốn bà. Năm ba. Ừ, có chịu à, có chịu à. Sáu bốn. Có năm cây á. Có năm cây á. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Phát bóng ngoài, 5-6. Sáu điều. Đã nhiều sâu. Bảy sáu. Cái lồng má mày chưa chặt hết mày đòi đó mày đòi. Bảy điều. Cái bánh lạng chưa? Chuyện ngoài trụ lô tô muốn ghê trời. 8-7. Nhặt lưới anh ơi. Tám đều. Nghe
98. Chín điều. Điểm thắng 10-9. Không đều. Để kiếm tiền mà để ta ngồi lên là xong luôn á. Một không. Tin không? Nếu ta làm ăn người kia muộn lắm chứ. Một điều. À, kêu qua bên, kêu qua bên phải, phát qua bên trái, phát ngoài luôn. Y chỗ cũ luôn. Hai một. Hai điều. Chạy vô tuốt trong ngã ba thông trở đầu có được chứ trong ngoài này đâu trở đầu được. Nhiêu tháng? Hai điều. Chơi mới nữa còn. Không vào lưới. 3-2. Quấn chuyền vậy mà quấn được hay thì ta chuyền tới banh toàn lố không. 3 điều. Ba đều. Má chơi tâm lý ác thiệt. Toàn luôn. Ơi. 4-3. Bóng rớt tại chân luôn. Nhưng mà nó thua rồi, banh nó chỉ có bóng. 4-3. Tới luôn, tới luôn. 5-3. Con. Cái gì vậy? Thấy nhiều với Tướng An giành chiến thắng 16-13. Cảm ơn cả nhà đã xem video. Thầy like, subscribe, ủng hộ. Thầy Di Vlog 4 chiều lục lại.